hầm thì có những cái xe nè, cái chỗ này là cái đường ray xe lửa nè, chỗ này là Tấn Container gặp thầy Minh Tại chỗ này nha các bạn, ngay cái điểm này nè. Tấn Container là quay cách đây 2 năm. Đây đó cũng ông cô cũng sát sát gói. Sát gói thôi chứ chưa cả gói. Mà cái người ngồi sau cũng phải quen nha, phải nghiêng theo. Ở trên đầu là núi Đá Bia, cũng phải theo cái chiều của xe nha, chứ nhát nhát là cứ niễn niễn kìm kìm là khó chạy. Đèo này nó cũng lăng quăng như mấy cái đèo khác vậy thôi, nhưng mà nó đỡ hơn, đường xá nó rộng rãi hơn, rộng hơn đèo Bảo Lộc luôn. Để bỏ lọc đường nó hơi hẹp hơn tí. Đó, những cái cua gắt rồi. Hết cua là đạp đạp cái ống xăng nó đỏ lên luôn. Lâu lắm rồi không đi đạp đá, cứ đi hầm không. Từ ngày có hầm mà cái đi hầm suốt, có trên nó đổ xuống, xe nó đổ xuống đẹp ghê. Đường xá rộng, đèo này xe giường nằm nó vượt ào ào luôn, cảng cũng rô. Hồi chưa có hầm á, xe giường nằm nó đi đường này nó vượt nhau ào ào luôn, vượt nhau là in nổi luôn. Đổ dốc á, xe dừng nằm 40 á.
xe khách giường nằm. Nó hạn chế đó, cái giường nằm hồi xưa là mới đầu nó có đó là nó lật nhiều lắm, do là mấy ổng tài xế chưa quen á, nó xuống dốc liên tục nè, chưa quen rồi mấy ổng đó, nhìn qua mấy ông kia các bạn đẹp lắm, bên kia là nhìn thấy biển rồi đó, khiến cho nó dừng lại chơi. Chơi chút rồi về sớm, mới có 12 giờ mấy. Rửa xe đêm, ban đêm cũng rửa luôn. Cái xe tải rồi nó đi dơ quá. Rửa. Dưới là Dũng Rô. Tính ghé cho nó chơi mà cái góc không đẹp. Lâu quá không biết còn chỗ nào ghé nữa không. Chỗ này chắc có lẽ đẹp hơn. Cái này lát đi xuống dưới chừng hết chỗ. Hết chỗ ghé. Rồi xuống đây chơi một tí các bạn. Ghé rửa cái xe, xịt nước các bạn. Xong giờ mình đổ đèo. Đổ đèo cả các bạn. Đèo này thì im thôi, đường rộng mà xe ít, giờ ta đi hầm nhiều. Đổ đèo chậm chậm 40-50, ngắm cảnh quay phim rồi chơi. Xuống chân đèo rồi các bạn, trước nó có cái cù lao dữ vậy. Không biết có ai ở không, chắc không quá.
thấy vách núi dựng đứng rồi cái ở dưới nó không có cái mặt bằng cất nhà được. Mấy em đi phượt chạy đèo này chạy đường vắng mới chạy quá nhiều khi hố cô. Im thôi, có gì đâu. Đây có cái chỗ để ngừng lại chụp hình đó, có thờ Đức Mẹ hay Phật gì. Phật Bà Quan Âm. Mấy cái miếu. Mình ghé, mới ghé cái chỗ xịt nước thành ra không có ghé đó. Đây cũng có chỗ rửa xe nè, mấy cái xe bự thì người ta rửa có xà bông rồi tính tiền, còn mình tự xịt gửi cho cái cô chủ quán là 20.000. Xịt thôi chứ không dám lao, về nhà mới lao bị nó bám cát á, xịt xình rồi đó. Mình nếu mà nó có cái đồ vẽ với cái xô nước á để mình lao, nhưng mà lao vậy nó không phải chày sơn mà nó làm mờ cái nước sơn. Về nhà nó có xà bông á. Đây chỗ nữa nè, nhiều chỗ lắm. Đa số mấy chỗ này thì cứ ghé xịt xe máy thì 5-10 ngàn tùy theo, xe hơi thì 20. Mà nãy cái cô chủ quán cũng đây nó là nhiều điểm dễ thương, nói chuyện cũng hỏi thăm đồ vui vẻ lắm. Xịt bụi bẩn thôi chứ còn lao phải có xà bông. Mà xà bông về mình đúng cái chất liệu nó, về nhà xịt cái không chạm á. Đây có quán cà phê chiêu lắm nha, cà phê này nhìn xuống cảnh đẹp lắm. Kỳ đi xe máy có ghé đây, nó giỏng rồi luôn. Lâu lắm rồi mới đi lại cái đèo cả. Đó, đi số D đỡ 40-50 thoải mái thôi chứ lâu lâu thì nó lên tốc độ cao thì mình mới nhịp thắng nhẹ một cái. Mấy chỗ này phải lên ga nữa nè. Nha Trang 85 cây, giờ là quần quần, nãy giờ là 1:15 mà chưa có ăn cơm nữa. Trên đèo có cái xe Honda nó chạy, nó bán bánh bao 10.000 cái, có trứng cút rồi ở nhà tự làm tự bán, làm giấc phia đó. Giờ này chưa 11 giờ 12 giờ rồi hai chồng đi bán. Xe máy rồi ghé đây uống cà phê xịt xe rồi. Ôi đèo có con bò. Địa phận Khánh Hòa. Khánh Hòa là Nha Trang này nha các bạn. Vạn Ninh, mình đang ở Vạn Ninh.
cà phê. View này cũng đẹp lắm á. Tại vì bây giờ thì mình chưa có ăn. Nếu mà giờ này mình ăn cơm rồi mình ghé đây luôn. Ghé uống nước nằm võng ngủ 1 tiếng đồng hồ. Thường là mấy cái đèo này là nó giáp ranh giữa hai tỉnh, như cái đèo Cù Mông là Bình Định với Phú Yên, còn cái đèo này thì Phú Yên với Khánh Hòa, còn cái đèo Hải Vân là Huế với Đà Nẵng. Thì hai cái đỉnh đèo là cái mốc ranh giới của hai tỉnh. Còn mấy đèo khác ở ngoài Bắc thì nó dài quá, thì nó nhiều đèo quá thì không có căn cứ theo cái mốc đó nữa. Bắc thì đèo nói đèo luôn, đèo tiếp đèo, mà không đèo cũng là quanh co lên xuống. Đi tới Bắc rồi mới biết. Chung là đi phượt đó các bạn, đi thực tế mới thấy đẹp, còn coi trên mạng không thì chỉ thấy một phần thôi, không có thấy hết được cái kinh nghiệm của cái thực tế ở ngoài. Đây cũng có cái quán cũng mát, cũng nhìn xuống đẹp lắm. Rửa xe thì ở nhà mình rửa thì nó kỹ hơn. Ở ngoài mấy cái em nhiều khi rửa ta không kinh nghiệm. Quán này cũng chiêu lắm nè. Có cái võng nằm rồi cái nhìn ra biển. Đã lắm. Tại vì mình chưa tới cái giờ để nghỉ. Kiếm gì ăn đi, nãy giờ quần quần đó hết giờ. Xe này sao lọt xuống dưới đó. Tránh cái gì mà lọt xuống không? Lọt xuống rảnh. Chắc mới vừa lọt. Rồi, hết đều là tắt máy các bạn ơi.